Vlog chùa Việt Nam mang niềm vui đến mọi nhà. Thôi xin chào cả nhà. Trương đang ở ngay khu vực Năm Căn thuộc tỉnh Cà Mau. Quý vị có thấy không, trên cái cầu này là cái cầu mà cầu tắc Năm Căn quý vị nha. Tắc là đường tắc đó quý vị. Và nếu rẽ hướng xuống này có tầm có chừng 50 cây anh ha. Cái 50 cây là tới cái mũi Cà Mau quý vị. Thì bây giờ ở trên đây thì Trương ghé vô, buổi này là giờ là buổi chiều rồi. Lúc này là 5 giờ quý vị, 5 giờ buổi chiều thì mấy anh em muốn ghé vô chợ Năm Căn để khám phá cái chợ Năm Căn. Cái chợ mà tao nói là dùng đất mũi để xem thì cái dùng cái chợ này có cái gì hay không, cái gì đặc biệt hay không. Đó. Lâu lâu thì mấy anh em cũng muốn đi xuống dưới này để mà gọi là có công việc quý vị, có công việc sẵn làm anh em cũng kết hợp đi làm quay một số clip để giới thiệu cho bà con luôn quý vị ha. Thì một cốc đôi chuyện kia quay lên kia là có nhìn cái kia là có cái để cho chợ Năm Căn nè quý vị. Mà nếu mà đi trên cầu á, trên cầu mà đi hướng xuống đất mũi quý vị cho thấy cái bảng là chợ Năm Căn ngay trên cầu luôn quý vị ha. Đó bây giờ thì hướng như này bà con, giờ quay bây giờ mà mấy anh em chúng tôi sẽ đi đi hướng mà phía dưới này là cái hướng mà từ cái bờ sông. Nếu nó đúng ra là từ khúc cuối của chợ và đi lên trên đầu, đó đi ngược lại một chút xíu bà con ha. Ở đây thì bán ốc quý vị đang đi xem mấy chợ. Dạ, đi coi chợ. Anh cứ xem đi. Dạ. Mua lát rồi lên mua. Dạ. Hơi cũng hợp lý. Cái này gọi là ốc gì chị? Ốc đen anh. Bu đen hả? Bà con này là con nghêu. Người ta nói là có bu đen, bu vàng luôn phải không chị? Không, bu vàng em không có bán. Nó có mấy loại luôn á. Dạ. Mà biết phân biệt mới được. Dạ. Kia chăm chép. Còn cái bu đen là bán bao nhiêu chị? Em bán 50.000. 50.000 hả? Dạ. Quý vị ha, hôm nay Trưng đi xin hỏi giá. Đồng thời nếu quý vị nào mà biết được ở đâu thì có thể mai mốt ghé ha. Ví dụ như tại dưới cái cầu nè, ở ngay cái bờ sông nè, đó có một chị gái rất là dễ thương, chị sẵn sàng nhiệt tình. Đây là con nghêu. Nghêu là bán nhiêu ký? Nghêu bán ký 50. 1 ký 50.000 quý vị nha. Đó. Dưới này ngay đất mũi Cà Mau rồi mấy con kia nữa. Đó bây giờ mình sẽ đi xuống bờ sông anh. Cảm ơn chị nha. Dạ. Nào có ăn được rồi đó. Dạ. Mình sẽ đi xuống bờ sông để mình đi dạo một vòng chợ cho quý vị xem quý vị ha. Ồ, caro quá trời luôn kìa. Không, caro. Caro là chắc caro nuôi á ha. Ha. Caro nuôi. Đây quý vị. Thấy mình bán là mình mua quá trời luôn kìa. Caro này bạn mua nhiêu ký vậy? Dưới quần quá. Anh caro mua nhiêu ký vậy? Caro mua nhiêu ký vậy? Coffee chứ phải rô hả? Ừ. Cái này là coffee. Cá rô kia. Cá rô phi. Bán nhiêu ký vậy? 40.000 hả? Đây là rô phi. Đúng rồi, bự chà bá luôn á. 4 con 1 ký. Thôi 4 con 1 ký luôn. Là cá bự chà bá luôn quý vị, mà 40.000 nè. Hải sản tươi sống. Tươi chứ chưa? Tươi thôi. Đây nó là sống nè. Cá rô này sống nè quý vị. Rồi quý vị, ở trên này khúc này là khúc đa số là bán những cái món đồ gọi là hải sản là chính quý vị nha. Hải sản đây, cá lóc, còn cá lóc. Rồi bên này quý vị, bên này bán cá gì tươi quá vậy? Cá này cái gì vậy em? Cá tra hả? Cá cam. Cá cam, cá cam nó có màu cam hay sao? Vậy hả? Tên nó vậy thôi hả? Chứ người bán tên gì? Hả? Người bán là tên gì? Em nói em tên Trinh. Trinh hả? Dạ. Tên Trinh. Người ta hay nói là Trinh có biết không Trinh. Thôi cười, chắc hay nghe kêu hay nghe nói vậy đúng không? Dạ. Hay nghe người ta ca bà ca đó. Trinh có biết không Trinh, cá tươi quá trời nè. Dạ đúng rồi. Ở đây chắc là đang dẹp hết rồi. Chứ sáng quá gì, chứ sáng nó nhiều hơn. Chứ
tại buổi chiều à, buổi chiều đi ngang Tân Thủ này là quay clip luôn quý vị, cho quý vị xem biết cái chợ để biết cô Trinh à, hoa Trinh nữ nhiều có Trinh lắm á. Còn bên này thì có bán gì, bán tôm tép đó quý vị ha, hải sản đó. Ví dụ như là đi tới mà tới cái vùng du lịch đó quý vị, là thông thường á, là mấy anh em thói quen á, muốn mà đi đông á là mua luôn rồi đi ra ngoài bãi biển cái gì đó á, ngồi xong rồi luộc ăn luôn quý vị. Cái này gọi là cái gì chị? Cái gì, cái dồ hả? Nhớ cái dồ nó có một bốc đen mà ta. Dồ đếm hả? Còn là cái dồ không phải là dồ đếm anh ấy. Nó giống giống cá trà đúng không? Ta nhớ là cái dồ nó có một bốc đen ở đây nè. À dồ đếm. Dạ. Cái dồ là nhiêu ký? Cái này cái trăm, cái dồ là nhiêu ký? 40 hả? Cũng rẻ ha. Thật rẻ. Này là bán chắc bán ra để mà đẩy đi số lượng quá. Chứ cá dồ nó không có giá bình thường, không có giá này đâu, bán lẻ không có giá này. Hôm trước tôi quay một clip cái gì, mà là giải cứu cá dồ á, bán ra chỉ 17.000 thôi. Bán tháo ra cho công ty 17.000 một ký thôi. Công ty nó mua số lượng nhiều đó. Mấy cái thật nó đi dạ. Công ty cái đây không ai nhiều á, vỏ bán được cho lái nó qua nhiều. Ừ đúng rồi. Anh nói cá này cũng nằm trong cái dạng đó luôn á, tại nó rẻ, 40.000 là rẻ, 4.000 rẻ quý vị. Cảm ơn chị nha. À, đây quý vị, đây là những cái quầy cá nha, quầy cá. Cái chợ này thì mình nhìn thấy phía trên kia khá là đẹp nha, à, nó có đường trẻ kìa, trẻ nào mà trẻ kìa là cũng khá là dài đó. Nhìn chung là dưới này là thấy cái khu mà dưới này là chợ này là lớn nhất rồi, lớn với bộ chị ha. Lớn 5 căn à, chợ 5 căn bán được không chị? Dạ bán cũng được mấy gai. Dạ hả? Dạ, bữa bán cũng được, tại bữa nay cũng được, rồi thêm ý bữa nay thứ bảy à, rồi thêm chợ rằm nữa à, ngay rằm nữa rằm thứ bảy nhiều. À, thứ bảy rằm nữa thì đúng rồi, bán đồ mặn đâu được đâu. Dạ. Dạ, cộng thêm một cái nữa là bị dịch nữa. Dạ dạ, đó ba cái nó dập lại. À, nó dịch lại luôn, thành ra bà con mình hơi chậm đấy. Dạ. Đây, cảm ơn chị nha. Đây quý vị, à, những quầy cá ở dưới Cà Mau thì quý vị cũng biết là hải sản, rồi có những cái chỗ gọi là cua nó gì, cua nữa. Ở trên cũng làm một clip cua ở dưới Cà Mau, và cái clip đó cũng nhiều cái gọi là có sự là tranh luận với nhau, những cái tranh luận về cua này, cua bó dây này, bó dây kia nữa. Cái con cá thì ngộ quá ta. Cá này cá gì chị? Cá chim. Cá chim á hả? Là chim đen phải không? Đúng rồi, chim đen. Đa số là cá chim đen, không phải chim trắng nè. Toàn chim đen không vậy? Chim nè. Mắc lắm hả? À. Bán cái chim đen. Có người bán thêm cá bóp nữa. À vậy hả? Chim trắng là chim biển hả? À. Đây là chim đen, chim nước ngọt. À, bán thêm mấy con cá khác á. Mấy bà mà gặp quay chợ, gặp mấy bà mà bán cá chim á, là bà bán nó sẽ là bán cá bóp, cá hồi nữa, cá đuối nữa. Đó là bốn loại cá. Bán thêm đúng không anh? Đúng không? Mấy bà chợ bà hay bán thêm mấy đó đó. Tới hỏi cá chim là bà nói thôi, bán cá bóp, cá hồi, cá đuối nè. Mấy chị bán chợ vui nha. Vui như vậy đấy. À. À đây quý vị nha. À, lên tới khúc chợ trên này đó, có được một đường rẽ rất đẹp à, với cái nhà lồng của mình thấy là nhà lồng cũng khá là mới luôn quý vị nha. Nhà lồng nè đó, tươi mới, nhìn khá là sạch sẽ đó. Ngay ít khi mà mấy chợ mà nhìn thấy là có đường rãnh nè, thấy không, có đường rãnh nè để cống thoát nước luôn á. Ít khi chợ mà nhìn thấy là coi đi đường nào được. Ok, đi phía trong đây nha. Mình sẽ đi phía trong. Ở khúc này thì bên trái mình nhìn thấy bán là rau củ quả là chín. Tay bên trái mình nha quý vị nha.
Đó, rồi phía bên này là bên tay phải là bán thịt. À, nhìn chung là buổi chiều thành ra là chợ cũng hơi vắng. À. Rồi. Bán được không chị? Em muốn chết luôn. Em muốn chết luôn hả? Bán ế muốn chết. Khổ vậy đấy. Báo muốn banh xác rồi. Muốn banh xác luôn hả? Báo mà không phải nợ luôn á. Ờ vậy hả? Ừ, còn nghiệp lắm. Dạ. Thật như vậy đó quý vị. Đây hôm nay chiếu là cái chợ chiều, à, cũng muốn cho quý vị cái chú anh chị xem cái khung cảnh của chợ Năm Căn. Đúng ra thì quay chợ bà con là quay buổi sáng quý vị. Quay buổi sáng á, thì sẽ ok hơn. Ở đây là rau cũng khá là nhiều quý vị ha. Đó. Bán được không chị? Bán cũng là dai rồi anh ơi. Dạ. Là rai. Rồi chú bán đắt luôn nha. Rồi chào luôn. Mình quay sạch cho đẹp đó là đưa lên đài được ơi. Dạ đúng rồi. Lâu quá rồi. Cho lên đài. Cho lên đài rồi. Cái sạp này không để tên. Cho chị em lên đài rồi không có tên nó mới sướng. Đó là không có tên mới sướng. Bán nhắc không có tên như vậy. À. Bây giờ bán khóm nè. Khóm này khóm ở đâu vậy chị? Khóm hả? Ủa tất cậu luôn hả? Ồ, cách hai nhau vậy. Cái khóm đúng rồi, cái khóm tất cậu ở dưới Kiên Giang mới vậy. Tại vì khóm này là khóm mà cái vùng mà hay ưa chuộng quý vị, khóm tất cậu là một trong cái khóm mà bà con là hay thường hay mua. Đấy. Rồi cảm ơn chị chú bán đất luôn nha. Cảm ơn mấy đứa luôn. Rồi quầy rau Kim Phụng, cái quầy rau này làm để luôn một cách là cái gì thấy không? Nhìn là khá là bài bản đẹp luôn á, quầy đã trưng bày đẹp quá. Chung cái này là trao, dạ, trao hoa mai, trao mà ngày xưa mình hay ăn nè anh Chung, lúc còn nhỏ nhỏ đó. À. Đấy, thấy không? À. Nhớ. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ lớn cũng còn ăn. Hỏi người ta phải trao hoa mai không? Trao hoa mai không hả? Ừ. Này có phải trao hoa mai không? Trao thiên hương hả? À, vậy là khác. À, khác hả? Nhìn giống giống cái trao hoa mai hả? Ừ, đúng rồi. À, dạ. À, bởi vì là chợ chiều nên thành ra là mình nhìn thấy là những cái món ăn vặt bên ngoài đường quý vị, mình thấy chưa thấy có bán ở đây. À, đó là món ăn mà ta nói là quen thuộc. Đây đây là có những cái quầy mà ta nói là nhìn trưng bày quý vị. Ở dưới này mình nhìn thấy những cái quầy, có những cái quầy mình trưng bày thấy chuyên nghiệp và đẹp. Thịt lầu quay bán được không chị? Dạ. Bán được không? Bán dở lắm đi ơi. Bán dở quá hả? Dạ. Dạ. Bữa nay bên đây ngày rằm đúng không? Rằm hay ngày thường, bây giờ Covid nhiều người ta hạn chế đi chợ dữ lắm. Dạ đúng rồi, đúng ta rồi. Cần thiết ta mới đi, còn không dạ, cần thiết đúng ta rồi. Không đi. Đúng rồi. Đi chợ mỗi ngày giờ có tuần lễ ta đi có lần. Ừ. Mùa Covid nên ảnh hưởng cũng khá là nhiều luôn. Dạ. Dạ. Thôi cảm ơn chị chúc bán đắt luôn nha. Dạ. Cách trưng bày nè quý vị coi à. Những cái tủ đông nè. Đó nhìn chuyên nghiệp quá. Để có nhìn thấy được nè. Bán thịt bò anh ha. Bán nó được không? Đấy, anh đang bệnh rồi. Thang ế điều từ trên xuống dưới luôn. Anh YouTuber gì vậy? À, cao anh Trung Vlog. Cái gì? Từ trên xuống dưới là thang điều luôn. À, thang điều quá gì? À, thịt bò. Rồi chút anh bắn đất ra. Lạp xưởng luôn kìa. Đó. Rồi. Khúc này là khúc đầu chợ chứ anh? Khúc là khúc đầu chợ hả? Ở dưới kia là cuối chợ phải không? Ờ. À, đó quý vị không? Lên trên tới này là trên khúc này là tới khúc mà đầu chợ rồi. Cái số quầy mà bán như vậy thì không có nhiều lắm quý vị ha. Với cách mà gọi là trưng bày á. Rồi bán cái cây này gọi là cây phát tài không ta? Phải không? Cây phát tài phải không?
người ta quan điểm là trưng cây này là phát tài không chị? À, mua cái cây này về để phát tài. Nhưng mà cái cây này anh biết đến khi nào mà nhà mình mới phát tài không? Chừng nào? Cây này khi nào mà mình trồng mà nó lớn, nó cao, nó chỗ bông màu trắng mà trong nhà mình tỏa hương thơm, lúc đó là sắp sửa phát tài. Cái đó là sự thật, ngày xưa tôi có cũng đã từng trồng. Gì hả? Có bông màu trắng. Tức là khi nào mà cái nhà này mà trồng lên nó mọc lên cái bông màu trắng. Có bông nha. À, theo quan điểm. Biết cái loại này cây này có bông không thì tôi không biết. Ờ, chứ nhà tôi hồi đó có cái chậu bông cây phát tài cao lắm, rồi có bông màu trắng nở ra. Vậy mình chọn cái bông nào mà cái cây nào mà có bông á? Thơm chọn. Cái đó thơm lắm. Cái loại cái mẫu nào á, gọi là cái giống nào á có bông á? Trồng có bông, phát tài liền. Ủa đây sao mà tự nhiên nó ngập nước á trời? Này nó cái chợ nó lên cao quá trời này thấy không? Cao quá trời nhưng mà phía bên kia là ngập nước. Thấy không? Nó cao lên cao luôn quá trời luôn á. Không, cái lên cao cái này khúc này cũng phải tầm một mét hơn á, chiều cao á. Rồi ok. Ôi xoài trắng đẹp quá vậy. Ủa xoài vàng hả? Dạ. Xoài vàng. Xoài này có tên là gì không? Hay nó tên xoài vàng? Không, nó là xoài cắt nghệ. Cắt nghệ hả? Dạ. Xoài này bán bao nhiêu ký? 40 mà em còn ít, em bán 35 đi anh. Ồ vậy hả? Tiếp em đi. Chín rồi hả? Dạ, sao nó sẽ chín. Còn vú sữa bán sao? Sữa 30 còn ít anh lấy em bán cho. Sao bán gì cũng còn ít chứ như vậy? Tại vì cái lời mà thì ai biết đâu. Người ta không lấy hết thì nó còn ít. Cái lời hả? Tức là cái này là bán lấy lời. Ờ, thì mỗi thứ nó có nhiều đâu mà còn cái này thì là cái lời. Nên là em bán rẻ lại. Lấy lời. Bây giờ em cắt giùm anh thử một trái được không? Anh xem thử cái xoài mà xoài vàng á, nó xem thử xoài gì em, xoài vàng hả? Cắt nghệ. Cắt nghệ. Cắt nghệ. Xoài cắt nghệ. Người ta xoài cắt là xoài ngọt lắm phải không? Anh cho thử đi. Để coi thử coi. Cái này thì nó mới chín tới, nó cũng chưa ngọt. Chừng nào về năm căn nhớ nhau qua lại cùng gần, một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ người Cà Mau. Thưa quý vị vừa nghe giọng ca của anh Hoàng Thái Dám. Hay không quý vị? Đúng rồi. Thử miếng nha. À. Chọc tôi hoài luôn trời. Ăn xài cũng còn chọc nữa, thầy tình. Ngày mai nó mới chín. Ngọt không? Không biết chừng nào mới hết chọc tôi. Anh ăn anh cảm nhận đi. Hôm nay thì chưa ngọt lắm thôi, nhưng ngày mai nó mới. Tức là mình ăn mình mới cảm nhận được. Dạ đúng rồi. Em có gia đình chưa? Chưa anh ơi. Nghe nói chưa, cái xoài ngọt liền trời, mặc dù đang chua. Đúng không? Như tuổi rồi. Ừ? Dạ. Nó như tuổi rồi. Anh đoán thử em như tuổi. Trừ tuổi hao đứng ngoài trời nắng nha. Trừ hao tuổi nha. 25 tuổi hả? Anh cho nhiêu cũng được. Tại vì em nhìn vậy chứ còn nhỏ xíu ha. Tại em đứng ngoài nắng nhiều. Ủa trả giá nào cũng dính luôn hả? Xoài có trả giá được không? Rồi em còn nhiêu thì anh trả đi được, thì em bán được thì thôi. Được hả? Mà tuổi 25 phải không? Thôi nhưng mà xài không 25 nha. Xài 25 em bẻ chết luôn. Vì giá nhiêu? Bây giờ anh lấy hết đi ha. Hết giá nhiêu? Em bán lỗ cho anh ký 30 ngàn em lấy thiệt á. Em vô 34 ngàn rồi em bán 40 ngàn á. Mà còn ít được không? Bán lỗ, bán chơi bán lỗ kỳ vậy. Vậy anh bán để giống kia cho anh thấy không? Được không? Hay là anh mua cho em cái giá em có lời đi. Ăn thử không vừa tăng? Ăn thử đi coi biết xoài với Cà Mau. Hôm nay chưa có ngọt mấy, ngày mai nó sẽ ngọt. Anh thấy ăn không? Không. Bởi vậy đi dẫn theo mấy ông đàn ông khổ. Sao mà khổ? Không có biết ăn gì trơn á. Ăn tới nêm nếm rồi coi như thế nào. Coi như con gái quên là người xoài Cà Mau hay sao? Dạ đúng rồi anh, xoài Hòa Lâm Hòa Lâm. Ngọt đấy không? Cái này tại nó chưa chín mùi á, hôm nay em bán chợ cúng mà. Nhập nhà người ta cúng về, người ta mấy ngày người ta mới ăn á. Thôi em chăn ủng hộ em nha. Bán hết hay gì anh? Phan này chua quá. Thôi mà chua căng đăng ký đi. Ngày mai nó ngọt mà. Căng ký thì vú sữa lấy hết cho anh. Dạ. Ok không? Ký dạ được. Nha.
để gọi là ủng hộ em á, tại vì nó vậy chứ tụi anh đi có 4 thằng à. Còn trái dưa hấu lẻ loi kìa, ủng hộ luôn đi. 4 thằng đàn ông. Dưa hấu 1 ký nhiêu em? 15.000 hả? Dạ. Thiệt không? Có bớt đồng nào không? Thôi giỡn nó chứ, thôi ba lấy đi. 1 ký có 2.000 thôi. Dạ hả? Vậy để kêu anh nó ủng hộ luôn trái nó luôn đi. Trái đó chắc cỡ 12 phải không? 12.000 vốn rồi đó. Bán bán vốn không à? Bán vốn em còn cái gì để... Cái này bán trái dưa này là bán lời nè. Nhưng mà em bớt. Cái này 2.500. Em bán phải có lời để em còn tiền lấy chồng nữa chứ. Đúng rồi. Rồi có bị mà 2.500, 37 em tính. 2.500, 2.500. Nhà ở đâu vậy? Nhà em hả? Hả? Nếu mà anh biết nhà em rồi anh có đến được không? Đó, cái này mới anh. Mới thật sự xứng đáng. Dạ, em nếu mà đến được có thiện hỏi. Chính xác. Anh biết để anh hiểu hơn, ví dụ như em ở xa đây không hay là ở gần đây. Em nói chuyện rất hay. Quê ở xa rồi đó. Anh tặng quê em trái cam luôn. Quê em là ở xa lắm. Em mãi ngoài Bắc luôn. Nhưng mà em ở nghe nói Cà Mau xa lắm đúng rồi. Ở ngoài Bắc luôn hả? Quê là ở xa rồi. Bắc là đâu? Dạ, em ở Thanh Hóa. Thanh Hóa? Thanh Hóa phải nói giọng Thanh Hóa sau là nói giọng Nam nha. Nó có, em ở cái phòng em nói chuyện vậy đó. Ồ vậy hả? Dạ. Không bị like rồi. Dạ. Vô là lâu chưa? Lâu chưa? Like rồi. Dạ chắc cũng like, em vô đây cũng mười mấy năm rồi. À, mười mấy năm này mà chưa có chồng. Vô đây ở với ba mẹ hay là ở mình với em? Em ở với người quen rồi. À. Con. Đây giờ em tính tiền cho anh nghe. Rồi, rồi, tính, rồi tiền. Tính tiền là em mua để ủng hộ em gái nó. Đi xài 30. Cái này trái dưa 37 tính anh 35 là 65. Với cái này còn cái lô 2 vú sữa. Nhiều hết. 35 nữa đi. Là nhiêu hết? 35, 100 đó. 100 ngàn hết hả? Dạ. Thì vừa đúng đẹp cái gì? Thì em bớt cho nó chẳng tiền. Rồi. Cho 120 cũng được. Rồi em cảm ơn các anh nha. Thôi anh có tờ 120 anh cho rồi á. Dạ. Anh có tờ 100 ngàn. Rồi em tặng anh cái trái xài vỏ đó luôn á. Đấy hả? Dạ. Thôi, thôi cầm đi với làm kỷ niệm chứ. Cái này phải chấm muối nó mới ngon dữ. Nhưng mà nói chung ngày mai á nó chín là mấy anh tặng, không tặng cho muối. Tặng cho trái xài, bị bỏ trái xài ra tặng cho muối. Muối hả? Có 10.000 cái không? Chấm. Muối bao nhiêu? Có 10.000 anh. Ờ thôi bỏ anh đi. Muối là muối Tây Ninh đó hả? Cái này là muối Cà Mau. Ủa Cà Mau hả? Đúng rồi anh khó dùng miền. Đi tới Cà Mau phải dùng muối Cà Mau chứ không dùng muối Tây Ninh làm gì phải không? Ừ. Ủng hộ em gái nó. Còn bao nhiêu đó là bán lời của em gái đó. Rồi. Dạ. Ừ. Cảm ơn mấy anh nha, mấy anh ở đâu xuống vậy? Anh ở Thanh Giang. Thanh Giang là cái gì? Kiên Giang. Kiên Giang. Ừ. À anh nhớ lầm Thanh Hóa. Em là Thanh Hóa nhưng mà em biết vùng không có vùng nào mà Thanh Giang. Đúng. Bây giờ em nói anh ở đâu? Đó. Dạ. Đó, em nói quê anh gốc ở đâu? Đó, người đâu đó. Gì? Vậy hả? Ừ cái thôi gốc miền Nam đi. Rồi em cảm ơn nha. Rồi cảm ơn nha. Bây giờ nói thiệt với em đi. Mình là ở Gạch Giá, Kiên Giang. Ừ rồi vậy đi. Sát bên đó thì từ đây tới đó. Đúng rồi đó em. Sát nhau quá hả? Dạ gần bên. Đúng rồi. Rồi cảm ơn. Ok quên lấy cho nước. Cậu cầm giùm cái xoài cậu. Rồi lấy cho nước suối. Rồi cảm ơn em đi nha. Dạ, tiếp tục. Bye bye em. Túc tiệp. Túc tiệp. À, thưa quý vị, nhìn cái đoạn vừa rồi là chọc gái cho vui với nha. Tại vì đi chợ thì đôi lúc là mình chọc như vậy để có cái gì đó cũng vui vẻ hơn à, em ấy cũng thể là vui hơn. Thì niềm vui mình cũng vui, em ấy vui à, Thái, anh Thái cũng vui à, bà con cũng thấy vui. Đúng không quý vị à, chứ chọc vui là chính nha quý vị, không có gì hết quý vị nha. Chứ nói vậy thôi chứ ai cũng có một cái gọi là cái riêng tư đó. Rồi quý vị bên kia chưa nhìn thấy có một quầy hải sản mực cá tươi quá trời luôn kìa đó. Wow mực nè quá trời luôn, lên sóng luôn, cho lên sóng luôn. Cái quầy hải sản này đẹp. Chắc lớn nhất ở đây á. Đẹp quá. À không có gì. Bự chà bá không. À. Quầy hải sản lớn nhất ở đây đó. Đó. Mực to to không? Các bạn thấy
À, chuyên bán mực đấy hả? Mực này mực gì chị? Mực năng gai. Năng gai hả? Bự mà trời bán luôn kìa. Mực năng làm bán nhiêu ký chị? 160. Dạ. 160 ngàn ký vậy. 160. Mực tuột. Mực tuột. Cảm ơn chị nha. Tham khảo cái gì ha? Tham khảo chứ ở chỗ nào thì nào cũng có những món hải sản như vậy. Và bên kia mình nhìn có quầy, cũng có một quầy hải sản quý vị, cũng có một quầy hải sản. Buổi chợ chiều nên bà con mình cũng hơi vắng hơn một chút. Đây quý vị, trâu tươi luôn, thịt bò luôn. Wow, bán đủ thứ cái luôn nha. Hồng thấm. Chào chị. Giờ là dọn vô chị. Dạ. Dạ. Rồi ok quý vị nha. Buổi chợ chiều thì cũng hơi vắng. Tới Năm Căn cũng review cái chợ một vòng cho quý vị, của chúng chị biết được cái chợ Năm Căn nó như thế nào. Rồi đến lúc này Trân cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến bà con luôn. Và Trân cũng xin gửi lời chào tạm biệt luôn. Chúc bà con nhiều nhiều sức khỏe. Tạm biệt. Chừng nào về Năm Căn nhớ nhau qua lại cũng gần, một lần về U Minh nghe mũi kêu nhớ người Cà Mau.